Em có chửi rồi đấy. Bỏ hay là để? Dạ. Thiệt hả anh? Chắc chắn. Chỉ cần anh đi ngang qua đàn bà biết có chửi hay không. Hối ngộ là vạch ra như thế này rồi. Sao? Hay là để anh hỏi ý thằng Quân? Anh ơi, đừng. Anh, tạm thời anh giấu chuyện này với anh Quân giùm em được không? Bây giờ em rối quá, không biết xử lý sao nữa. Anh, em xin anh á, anh giữ kín chuyện này giùm em chứ. Em cảm ơn anh sau nha. Thế em cảm ơn Xuân như thế này à? Em gửi anh ít tiền. Tiền thì anh thiếu đất gì. Nhưng mà nghe nói em có cái kỹ thuật hay hay, thử cho anh xem được không?